Cơm mềm lưu, trình tự nhiệt huyết, thoải mái khôi hại để không hệ thống, thế giới này từ xưa đã tồn tại yêu thú. Nhân loại vì chống đỡ yêu tộc xâm lấn, mở ra linh hồn thức tỉnh. Một nơi nào đó trên người thức tỉnh sẽ có một ấn ký, gọi là hồn ấn. Học sinh cấp 3 từ sách, thiên phú thấp kém, năng lực không được, là đuôi xe nổi tiếng của trường học, nhưng từ nhỏ đã tự mang hồn ấn. Một ngày nào đó, một đạo lôi quan hiện lên, ngực ấn ký thức tỉnh từ sách thình lình phát hiện trong thân thể mình lại tiềm tàng một con yêu thú diệt thế nhân yêu chinh phạt hơn trăm năm sinh linh diệt tận nhân gian như ngục nhân tộc vạn dân mời công tử trảm yêu từ sách ta là yêu các ngươi bảo ta trảm yêu chương một quỷ áp sàn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. chương không tu luyện đệ nhất kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Ta flag đổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Yêu hồn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Hồn thể dung hợp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Thần Minh ban cho ta sức mạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Khảo thí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Còn đánh sao? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không chín. Con ta còn lại nhạc, có đại đế chi tư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Có thế ta cũng được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.